nếu bạn có một số tiền bằng với một cái Rolex thì bạn sẽ làm gì? Tậu ngay cho mình một con về đeo cho nó phê cái cổ tay, mua sắm thả ga, hay chỉ đơn giản là săn hàng trên chùm Figure và chùm cuối. Còn cặp đôi Tyler và Margot thì quyết định dùng số tiền đó để đến nhà hàng Hawthorne, nơi chuyên phục vụ những bữa ăn sang chảnh. Song hành cùng tour ẩm thực với họ còn có những người đều thuộc giới có điều kiện và có tiếng lẫn có miếng trong giới ẩm thực, từ vợ chồng ông đại gia tài phiệt cho đến nhà phê bình ẩm thực. Mở đầu cho chuyến food tour tranh xả, tất cả du khách đều được phục vụ một bữa ăn dân dã địa phương, với hào sống cả con tắm trong sữa mignonette rắc ít trứng cá. Margot định thò tay húp luôn cho nó nóng thì Tyler ngăn lại. Trước khi cúng cho cái dạ dày thì phải thiết đãi Facebook cái đã, rồi tiện mồm thể hiện luôn sự am hiểu của mình về món ăn, sau đó mới để cô người yêu được thưởng thức. Mà nó đéo phải ngon nữa mà nó là ngon vãi. Cũng được, nhưng em nghĩ nếu có thêm chuối thì ngon hơn. Rất nhanh, con tàu đã đưa những vị khách may mắn cập bến hòn đảo. Vừa xuống tàu, mỗi hành khách đều được check-in cẩn thận bởi nữ phục vụ tên Elsa. Đến phiên cặp đôi Margot và Tyler thì ồ, ngạc nhiên chưa? Người đăng ký đi cùng Tyler méo phải Margot, mà là một người tên Westervel. Mà nó nghĩ mà cay. Hóa ra mình chỉ là đứa lấp đầy khoảng trống. Nhưng thôi, được ăn một bữa free cao cấp như này cũng chấp nhận được. Trước khi nạp thức ăn vào bụng thì nên nạp chút kiến thức về nơi phục vụ đã. Đoàn du khách được một dịp đi vòng quanh tham quan đảo, cho đến nhà hun thịt chuẩn phong cách Bắc Âu, nơi thịt bò được lưu trữ tới tận 152 ngày, hay nhà nghỉ của tất cả nhân viên nhà hàng, duy chỉ có nhà của bếp trưởng là miễn tiếp khách. Sau chuyến du hí, tất cả vào bên trong nhà hàng sẵn sàng cho bữa ăn. Những đầu bếp vẫn đang chuẩn bị món ăn đều đặn tỉ mỉ như được lập trình vậy. Quá tò mò về cách nấu nướng của nhà hàng mà méo được chụp ảnh, Tyler liền rủ Margot vào bếp xem, và không quên luyên thuyên về sự hiểu biết về ẩm thực của mình. Thưa ngài, đây là bếp không phải chỗ tán phét, nên mời ngài về chỗ cho chúng tôi còn lên đồ. Trở về bàn, sự hứng thú của Tyler vẫn gắn chặt vào nhà bếp, đặc biệt là với sự xuất hiện của bếp trưởng Julian Slowick. Món khai vị được dọn lên với dưa chuột và dưa ga ngâm, sữa tuyết và gen cháy xém. Người ta nói độ ngon của một món ăn đều được bộc lộ rõ trên mặt của người thưởng thức. Tất cả du khách bỗng hóa thành MCK vì họ đang đắm chìm trong hương vị của món ăn. Riêng Margot thì không. Mà nó chuẩn bị ăn mà giật cái áo muốn hú hồn, thì còn tâm trí đâu mà thưởng với trà thức. Còn Tyler thì vẫn vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt về sự cuồng si đối với bếp trưởng và những món ăn của ông. Tiếp đến là những món chính. Trong khi thực khách vẫn đang nói chuyện và thưởng thức bữa khai vị, thì bên trong bếp những công đoạn cuối cho món chính đầu đã gần như hoàn tất. Để thông báo đã đến giờ lên món, ông bếp trưởng vỗ tay cái đét để thu hút sự chú ý của mọi người. Theo như lời giới thiệu của ông ta thì đây là món hội tụ cả hệ sinh thái ở bên trong. Kèm theo đó là thỉnh cầu đừng ăn như lũ lợn, mà hãy hưởng thụ như những con người. Và món ăn được bày lên với tên gọi là hòn đảo. Bao quanh hòn đá được phủ một lớp nước biển đóng băng. Tô điểm xung quanh là động thực vật quanh đảo. Trước những lời giới thiệu về món ăn, Tyler không kìm được những giọt nước mắt vì xúc động. Thậm chí anh ta còn hơi rén vì sợ bếp trưởng giận, vì cái tội mồm nhanh hơn não dám cắt ngang lời của ông ta. Margot cũng ngạc nhiên lắm, méo hiểu bỏ nguyên cái Rolex đi ăn còn sợ bếp trưởng dỗi. Những du khách xung quanh cũng đang thưởng thức món ăn một cách đầy say đắm và dành cho nó những lời khen có cánh. Tiếng vỗ tay cái đét lại vang lên báo hiệu món ăn thứ hai đã sẵn sàng. Để giải thích cho những thứ sắp đưa lên thì bếp trưởng kể cho thực khách nghe về toàn bộ lịch sử hình thành và tầm quan trọng của bánh mì. Nhưng nó lại chỉ dành cho thường dân, còn với những người tinh hoa này thì không cần nó. Nên ông sẽ phục vụ một đĩa bánh mì nhưng không có bánh mà chỉ có hương vị của nó. Ảo thật đấy. Ban đầu nhiều người còn nghĩ đây là một trò tếu cho vui, ai ngờ thực sự chả có tí bánh mì nào cả, thậm chí dùng quen biết để gọi còn chả được. Nhưng như thế vẫn không hề khiến cho các du khách tỏ ra giận dữ, mà vẫn lè lưỡi liếm láp ngon lành. Như một thói quen, Tyler tiếp tục phân tích món ăn. Lần này anh ta nghĩ bếp trưởng đang muốn đưa ra một câu chuyện nào đó trong món ăn này, hẳn là phải đẳng cấp lắm mới làm được một món đỉnh của chóp đến vậy. Nhưng với Margot thì nó như một trò đùa, rõ ràng bếp trưởng đang coi thường thực khách, thế mà ông thần đối vẫn cứ khen cho được. Còn cô thì chê nên quyết định không thèm ăn. Trước thái độ hờ hững với món ăn như vậy, Tyler liền xin luôn phần ăn của bạn gái để ăn cho nó đã cái nư. Và thế là vô tình làm vỡ cốc rượu bên cạnh. Lúc này Slowick tiến đến gần bàn của Tyler. Điều khiến ông ngạc nhiên là Margot không hề lè lưỡi liếm miếng nào. Sao cô không ăn chút đi? Vì tôi muốn để bụng cho món. Yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp rồi, cô sẽ không lo hết bụng để ăn. Cô phải ăn thì menu mới ý nghĩa. Tôi là khách mà tôi ăn gì kệ tôi. Đúng nhận sai cãi. Cạn lời vì đéo nói được. Ông bếp trưởng trở lại bếp và yêu cầu tất cả đầu bếp sẵn sàng cho món ăn thứ ba. Như những món trước, mỗi món ăn đều gắn liền với một câu chuyện. Và lần này là những trải nghiệm của Slowick trong thời gian tuổi thơ. Ông từng cứu mẹ mình bằng cách lấy kéo đâm vào đùi bố khi gã nghiện rượu đó đang định sát hại bà. Nhưng thứ ông hối tiếc nhất không phải là vì mình đã làm vậy với phụ thân, mà là giá như năm xưa mình đã tiễn lão về miền cực nhọc từ lúc ấy. Dựa vào đó, món ăn tiếp theo là taco mang tên ký ức. Điểm đặc biệt trên mỗi chiếc bánh ngô được phục vụ là nó bảo người ta mua áo của chùm cuối, là nó được in lên những câu chuyện của từng thực khách, từ hình những nhà hàng đã bị cho bay màu dưới ngòi bút của nhà phê bình ẩm thực, rồi cả lần đang đu đưa với sugar baby của người đàn ông, hay cả những hồ sơ giấy tờ giả để ăn tiền công ty của nhà đầu tư, cho đến hành vi chụp lén món ăn mà không được phép của Tyler. Tất cả đều rõ mồn một trên từng chiếc bánh. Trước sự lúng túng của người bạn trai, Margot tỏ ý muốn gọi phục vụ để trả lại mấy cái bánh này.
Thay vì ủng hộ cô, Tyler còn tỏ vẻ khó chịu, búng tay yêu cầu cô dừng lại và trách cô cư xử như trẻ con, bị động vào lòng tự trọng. Margot yêu cầu Tyler xin lỗi, nhưng anh ta méo quan tâm mà chỉ để ý đến món taco của idol mà thôi. Chán chả buồn than, Margot kệ luôn thằng người yêu và vào nhà vệ sinh làm điếu bao số giải quyết nỗi sầu. Nhưng cô lại bị quấy rối bởi mấy câu hỏi của ông bếp trưởng. Má nó làm hơi thuốc chả yên nữa. Thế là Margot đành quay xe về bàn. Món thứ tư đã đến. Lần này các đầu bếp chuẩn bị một tấm khăn lớn với những nhánh cây xung quanh, không còn mình Slowik độc tấu giới thiệu nữa, mà ông mời lên Jeremy, tác giả chính của món thứ tư mang tên Hỗn Độn. Theo lời của bếp trưởng thì chàng trai này là một người đàn ông tham vọng có được mọi thứ như ông. Nhưng cái cậu ta nhận lại chỉ là sự căng thẳng tột độ khi phải chiều lòng tất cả thực khách. Đó không hề là thứ mà anh mong muốn. Sau cái hôn má đầy yêu thương từ Slowik, Jeremy liền đưa súng thẳng vào mồm tự đưa mình đi bán muối trong sự hoảng loạn của thực khách. Sau khi đưa các thực khách về chỗ và hốt xác Jeremy, món ăn thứ tư đã chính thức được lên bàn. Nhận thấy cái nhà hàng này hôm nay lạ lắm, người đàn ông ngoại tình vội giục vợ đứng lên chim cút khỏi đây. Nhưng cả hai đã bị chặn lại, đã không ra được ngoài. Người đàn ông kia còn bị nhà bếp xin tươi một ngón tay. Trái với sự hoang mang của Margot và các thực khách khác, Tyler vẫn thản nhiên ăn như chả có gì xảy ra cả. Bây giờ thực khách mới nhận ra là đéo có show gì hết, tất cả là real 100%. Nhưng không ai dám ho he vì sợ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Lát sau, Margot được Elsa mời vào bếp tâm sự xã giao với bếp trưởng. Vì cô không nằm trong kế hoạch từ trước nên để mọi thứ về đúng quỹ đạo. Sau 15 phút nữa cô sẽ chọn ngồi theo lũ thực khách kia hay về bên ông ta. Nhưng dù có theo ai thì sau đêm nay cũng đăng xuất hết cả thôi. Để cảm ơn Tyler vì đã giúp cô được Isekai, Margot không ngần ngại tặng cho anh một cái tát yêu. Nhưng thay vì hỏi lý do tại sao cô làm như vậy, gã ta chỉ phàn nàn về việc tại sao không được mời vào bếp và tiếp tục ăn ngấu nghiến. Thôi vớ phải thằng đần rồi nhá, đời Margot này coi như bỏ. Các thực khách bắt đầu cảm thấy phờ lo về tình hình hiện tại nên bàn nhau kế sách trốn ra ngoài. Một ông cháu không chịu được nữa bèn lấy ghế phang cửa. Nhưng cửa này làm bằng kính chịu lực, đập, đập nữa, đập mãi rồi cũng thế thôi. Thêm một cú vỗ tay báo hiệu món mới được dọn lên. Một ấm trà được dọn lên để các thực khách xúc miệng, đồng thời bắt đầu chuyên mục bóc phốt người nổi tiếng. Slowik tiến đến gần bà phê bình ẩm thực, tố cáo bà ta đã đánh giá sai sự thật khiến cho nhiều người mất kế sinh nhai. Đến phiên người đàn ông đi cùng thì cũng chỉ là một gã bợ đít hợm hĩnh. Còn về phía hai vợ chồng định rời đi trước đó, dù là đã ăn mòn ghế ở đây đến 11 lần nhưng cũng không thể kể nổi một món đã từng thưởng thức. Tất cả những món ngon mà những đầu bếp nấu chỉ là thức ăn khi đưa vào mồm và chất thải khi đi ra ngoài, chứ chả có chút gì động lại trong ký ức của họ cả. Cảm thấy ông bếp trưởng ăn nói xạo lơ, nhắc đi nhắc lại rằng nhà hàng của tôi, thì một thực khách nhắc ngay cho ông ta biết ông méo phải là chủ. Đúng vậy, Đúc Veric là nhà đầu tư thiên thần của tôi, nên hôm nay tôi sẽ đưa thiên thần về với chúa. Vừa bật địa lên, khung cảnh một người đàn ông với đôi cánh thiên sứ đang được treo lên ngay trước mắt tất cả các thực khách. Sau chỉ thị của Elsa, thiên thần dần dần sa ngã cho đến khi chìm hẳn trong sự bàng hoàng của tất cả những người chứng kiến. Và từ đây Slowik chính thức tự do. Sau khi trao đổi với Margot về quyết định chọn phe của cô, bếp trưởng đã mời tất cả thực khách ra bên ngoài để chuẩn bị cho món thứ năm. Nó sẽ được thực hiện bởi Catherine Keller, phó bếp trưởng, người đã từng bị Slowik cố xâm hại tới 2 lần và bị ông Noke trong suốt 8 tháng mà không sa thải. Sau khi giới thiệu tên gọi của món ăn là sự đần độn của đàn ông, Catherine lấy ra một cái kéo, cứ tưởng định thiến công khai Slowik luôn. Nhưng làm thế thì ác quá nên là cô chỉ xin tí tiết đùi thôi. Sau nghi lễ giúp phó bếp trưởng trả mối thù, Slowik tuyên bố làm tí thể dục thể thao cho nó xuôi cơm. Tất cả đàn ông được chạy trốn, nhưng sau 45 giây nhân viên sẽ tìm cách bắt họ về. Không chần chừ một giây nào, tất cả bỏ chạy để lại những người phụ nữ. Duy chỉ có Tyler vẫn méo chịu đi. Cho đến lúc bếp trưởng bảo thì anh mới bắt đầu di chuyển. Những người phụ nữ sẽ vào thưởng thức món ăn trong khi đợi lũ đàn ông lần lượt bị bắt trở về. Mỗi người chạy một lối nhưng chỉ trong ít phút. Dù là lên rừng hay xuống biển hay thậm chí là chui vào chuồng gà đều sẽ bị tóm gọn đưa về nhà hàng. Trước khi vào món tiếp theo, bếp trưởng cần phải giải quyết một vấn đề, đó chính là Tyler. Anh ta dù biết lên hòn đảo này sẽ đi bán muối, nhưng vì khao khát có được bữa ăn này nên Tyler đã thuê Margot làm bạn gái thay cho người yêu mới chia tay. Quá tức giận vì thằng khốn tham ăn này, Margot lao đi đường quyền liên tục vào bộ nhá của hắn. Để tưởng thưởng cho cu phan cuồng này, Slowik mời Tyler vào bếp làm việc. Sau 8 tháng cộng tác, ông biết rằng chấn bé đù này chỉ giỏi việc nhận biết nguyên liệu, chứ còn thực tế nấu ăn thì đần. Sau khi thử đống hổ lốn của Tyler, bếp trưởng khẳng định nó như cứt. Rồi ông thì thầm vào tai hắn, tôi sẽ cho mọi người biết anh đéo biết nấu ăn. Câu nói khiến chàng trai bước đi trong tuyệt vọng. Thêm lần nữa bếp trưởng mời Margot vào tâm sự thầm kín. Lần này ông đã trao sự tin tưởng cho cô, để cô cầm chìa khóa đến lấy cái thùng cần cho món tráng miệng, thứ chuẩn bị cho món tiếp theo mà Elsa đã bỏ quên. Khi đi ngang qua ngó vào nhà kho, Margot thấy thằng bạn trai hờ đang đu xà bằng cổ. Đáng đời cái thằng dám lừa bà. Sau khi lấy được con dao ở nhà hun thịt, cô đã đến căn nhà của Slowik để tìm xem ông đang dùng hàng gì mà ảo giác lâu thế. Nhưng chưa kịp làm gì, Margot đã bị Elsa phát hiện. Cảm thấy vị trí của mình đang bị Margot đe dọa, Elsa liền vơ lấy con dao diệt trừ mối hậu họa này. Sau một hồi trao đổi chiêu thức qua lại, Margot đã một dao tiễn Elsa về phía bên kia thế giới. Khi vào bên trong căn phòng của Slowik, cô thấy được những bước tiến của ông từ khi còn là một nhân viên làm hamburger cho đến ngày công thành danh toại.
Trong đó Margot còn tìm thấy một cái radio vẫn còn chạy khỏe để liên lạc với bên ngoài cầu cứu. Khi đang xem màn biểu diễn tay không tắt nến của bếp trưởng thì một tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu có người đã bắt được tín hiệu của Margot. Ngay sau đó một anh cảnh sát xuất hiện, khuôn mặt thực khách ai nấy đều thỉnh cầu: "Cứu tôi, trời ơi cứu!" Nhưng chả ai chịu hé răng cả vì lời đe dọa trước đó của bếp trưởng. Người cảnh sát nhận ra ngôi sao điện ảnh nên đến xin chữ ký. Nhân lúc đó ông ta viết lời cầu cứu vào giấy. Sau khi đọc xong, anh cảnh sát rút súng yêu cầu tất cả đứng im. Ngạc nhiên chưa mấy ông bà già, khẩu súng ấy lại là một cái bật lửa. Còn anh cảnh sát cũng chỉ là một đầu bếp trong hàng ngũ của Slowik. Trong khi tất cả đều đã rơi vào tuyệt vọng, Margot đứng lên vỗ tay cái đét đúng kiểu bếp trưởng, yêu cầu trả hàng hoàn tiền. Vì món ăn của Slowik làm chỉ có no con mắt chứ cái bụng thì không. Và cô yêu cầu một chiếc hamburger phô mai chuẩn vị mẽo cùng với một ít khoai tây chiên. Tuy nó là món ăn rẻ tiền nhưng thấy Margot ăn nó trong niềm vui, bếp trưởng chợt rưng rưng vì đã lâu rồi ông không có được lại cái cảm giác thỏa mãn ấy. Nhưng vì không ăn hết nên cô xin túi mang về. Yêu cầu của cô được chấp nhận và khi ra về cô còn được tặng thêm một phần quà. Sau khi Margot rời đi, món ăn cuối cùng bắt đầu được trình bày. Mọi nguyên liệu đều được chuẩn bị trên sàn. Lúc này tất cả các thực khách đều đã chấp nhận số phận. Họ chờ được thanh tẩy và trở thành một phần của món ăn. Bếp trưởng dùng một nắm than thực hiện bước cuối để hoàn thiện món ăn cuối cùng. Còn về phía Margot, sau khi đi thuyền ra xa, cô dừng lại nhấm nháp chiếc burger và thưởng thức món smoè, món ăn cuối cùng của nhà hàng danh tiếng Hawthorne. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.